Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Ngọc Huyền. Đây đó châu Âu cuộc sống áo. Hôm nay Huyền xin mời các bạn vào bếp cùng với Huyền làm món bột cuộn tôm và hành lá. Bột này Huyền mua sẵn ngoài tiệm, cũng rẻ các bạn. Bột này ở Việt Nam gọi là bột ngàn lốt. Huyền mua 2 bịch, khoảng 5, một bịch là 270g, 2 bịch là 540g, và 16 con tôm lớn. Hành lá Huyền sẽ cuộn chung với tôm. Một ít mè, Huyền sẽ rắc lên một cái hộp gà để Huyền quết. Sau khi Huyền cuốn xong, Huyền quết lên cho nó dính lại. Và một chút bơ để Huyền chét lên trên tôm cho tôm nó ngon một chút. Đầu tiên mình đi ướp gia vị với tôm cho thấm. Huyền cho một muỗng bột nêm. Huyền cho một chút đường. Và một chút bột ngọt. Và một ít tiêu. Mình trộn đều lên nha. Bây giờ mình bắt đầu ướp từng con tôm, gia vị mình đã làm sẵn. Mình ướp cho đến khi 16 con tôm được ướp xong nha các bạn. Tôm đã được ướp xong gia vị. Bây giờ mình chuẩn bị đi cắt bột. Mình cắt bột thành 16 phần bằng nhau. Đây là cái đầu tiên Huyền đã cuốn xong.
phần bột cuốn với tôm và hành lá. Xem như đã xong, Quyền lấy kéo cắt một chút. Mọi thứ xem như đã xong, bây giờ mình chuẩn bị đi nướng. Thời gian nướng là 20 phút với nhiệt độ trên và dưới. Các bạn nhớ nướng xong 15 phút các bạn đem ra và chét hột gà và dầu mè lên cho thơm nha. Trong khi chờ đợi nướng 15 phút, mình chuẩn bị một cái hộp gà và dầu mè. Sau khi được 15 phút, mình sẽ chét lên trên bề mặt của bột, cho thơm một chút dầu mè. Trộn đều. Đây là chai dầu mè. Sau khi dầu mè đã được chét lên bánh và đã xong, đây là thành phẩm Quyền đã nướng trong 20 phút. Bánh ở trên vàng, giòn rụm. Bây giờ mình bắt đầu pha chế sốt để chấm với tôm. Quyền cho một ít tương ớt ăn phở và một chút tương ngọt đã pha sẵn. Hai cái trộn đều. Ở phía sau cũng đứt vàng. Bây giờ Quyền sắp vào dĩa. Tùy theo cách trang trí của các bạn nha. Mình xếp thế nào đẹp là được. Mọi thứ Quyền đã xếp ra dĩa xong. Món bột cuộn tôm mình có thể ăn chung với củ cải trắng và cà rốt, ăn kèm với tương ớt đỏ, dưa leo, cà chua, tùy theo gia đình mình thích nha. Quyền sẽ ăn thử một cái. Quyền sẽ cắt ra và ăn thử. Bột giòn xốp. Gia vị nêm vừa ăn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video về làm tôm cuộn hành lá. Hẹn gặp các bạn vào kỳ tới. Bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.